Trời mẹ, đã bảo đặt vé sớm để đi du lịch, mà giờ bạn bảo hết vé là sao? Từ từ mình kiếm cách, phải đi xe giường nằm mới tiện, mới thích, giờ bạn kiếm đâu ra, cứ để mình lo. Sao, đúng ý bạn chưa nào? Đúng cái đầu mày á. Ủa, không phải là con sẻ nó thích đi xe giường nằm mà, sao bây giờ lại cậu gắt thế? Có lẽ nó thuê xe giường nằm động cơ chạy bằng cỏ, thân thiện với môi trường như vậy rồi, mà còn bực mình là sao? Vừa được bố mẹ thường xuyên mua Vivo i72 5G nè, pin trâu, camera xịn và quan trọng là có 5G. Mà 5G luôn, tao cũng muốn được thưởng. Bài kiểm tra tới, mày lại bụt sửa điểm cao lên, rồi khoe bố mẹ xem sao. Hợp lý. Uê, nhìn cao hơn hẳn. Ơ, con đẹp đần đồn này, con thỏ bảo mày sửa điểm cao hơn là sửa thành điểm 9, điểm 10, chứ mày sửa như thế này là để muốn ăn đòn à. Không sao không sao, Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em nha. Ngoài kia trời nắng nóng, ở nhà nằm phe phởn học bài như này thì còn gì bằng. Em chạy ngay đi con, bố mày đang nóng. Ôi giời, nóng thì uống một ngụm Dr. Thân tươi mát ngay. Sao mọi người xem chùa nhiều thế, đăng ký kênh ủng hộ mình đi mà. Ủa, bố, sáng nay con mới đốt vàng mã rồi mà. Mày đốt cho bố cái iPhone mà không đốt củ sạc thì sai kiểu gì hả con? Anh chàng này đang đi mua sắm tại một cửa hàng tiện lợi. Cô tính giúp tôi, của anh hết 1.000 won. Đây. Ủa, sao anh ta lại đưa một tờ tiền rắt thế này? Ngày hôm sau, anh chàng kia lại đến mua đồ. Sau đó anh ta lại đưa một tờ tiền rắt khác. Tiền rắt dán lại vẫn có thể dùng, đều là mồ hôi công sức lao động của con người. Tôi rất hiểu và thông cảm cho anh. Những ngày tiếp theo, anh chàng này đều ghé mua và trả bằng một tờ tiền rắt, nhưng cô nhân viên vẫn thông cảm nhận tiền. Cô tính tiền giúp tôi. Vâng, của anh hết 1.000 won. Ngay sau đó, anh kia liền để tiền lại rồi bỏ chạy thật nhanh. Ơ kìa, anh gì ơi, anh ấy làm sao vậy nhỉ? Dồi ôi, sao tờ tiền này lại rách nát kinh khủng thế? Đừng bảo là tờ tiền này được ghép lại bởi những mảnh rách của những tờ tiền trước à nghe. Hôm nay thỏ và rùa lại tiếp tục chạy đua, và bằng một cách nào đó con rùa lại chiến thắng ở cuộc đua này. Nhưng chả hiểu sao mà đời mãi chẳng thấy con thỏ về đất. Liệu có phải nó chủ quan, khinh địch nên lại nằm ngủ nữa không ta? Rồi ôi, thì ra con thỏ này bị đám ninja rùa bắt cóc, chứ nó có khinh địch gì đâu. Ôi giời ơi, biết ngay mà, anh lấy tiền của em để trong tủ đi mua tivi rồi đúng không? Không, em làm sao đấy, anh mời trúng thưởng tivi từ chương trình đăng ký FPT Play, trúng thưởng tivi LG cơ mà. Thế chỗ nào nói điêu? Quái lạ, thế tiền đâu rồi nhỉ? Mà bia này em để lâu lắm rồi, uống sao được nữa, lại luyên thuyên. Người ta vừa mới mua chiều nay xong, hỏng gì? Tiền đâu mà mua, thì tiền lấy trong tủ. Đứng lại, đã trộm tiền của bà rồi, còn bảo bà luyên thuyên nữa hả? Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận, chia sẻ.